Em xin chào các bác đang xem video của nhà em ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 9 tháng 1. Video này sẽ là video cuối cùng của năm các bác nhé. Hôm nay em chỉ còn được là 9 mã thôi các bác ạ. Hôm nay là ưu tiên các bác làm mua từ 2 mã đổ lên thì em sẽ bao cước vận chuyển cho mình nhé. Đấy, em còn được 9 mã thôi nên là rất là mong được sự ủng hộ của các bác nhà mình để em nghỉ Tết luôn. Đây ạ. Em thì là vẫn đang bán đùi gà các bác nhé, đùi gà dẹt của Thanh Hóa. Đây cho các bác nhà mình xem mặt hoa này. Thì thật ra là ở trên rừng ấy nó sẽ có rất là nhiều mặt hoa. Nhờ có bông đậm, có bông nhạt. Các bác nhà mình mua để kiểu là chơi xổ số nhá. Đơn là đơn N1 cho em ạ, với giá là 200.000 thôi các bác ạ. Những cái đơn này thì đang có rất là nhiều nụ đây, cây tươi xanh luôn. Đấy, vì bây giờ là giáp Tết rồi và bên vận chuyển người ta cũng không có nhận nhiều hàng nữa. Đây các bác nhá, rất là nhiều nụ này. Như thế này cho em luôn, hôm nay là em sẽ gộp đơn bán cho bác nhà mình đơn N1 với giá là 200.000. Đấy, em đang thanh lý. Em đang thanh lý nên các bác nhà mình mỗi bác lấy 1 đến 2 đơn của em nhá. Tiếp theo là đơn N2 với giá là 200.000 đồng luôn các bác ạ. Các bác lấy 1 đơn thì là 35.000 tiền cước, còn các bác lấy 2 đơn thì bên em sẽ bao tiền phí vận chuyển luôn. Đấy. Thường thường các bác thấy là em bán hàng mà rất là ít khi bao cước luôn nhá. Cái đùi gà này thì các bác thích hợp nhất là nhà mình nên trồng vào những cái cây thân gỗ đấy, hoặc là lũa dớn gì đấy cũng rất là ok. Đơn N2 200.000 đồng cho em luôn ạ. Cây rất là tươi xanh các bác nhá. Về rất là nhiều mà em còn được mấy đơn thôi. Đây, tiếp theo là đơn N3 với giá là 200.000 thôi các bác ạ. Đây, nụ của nó đây rất là dài này. Nụ dài đẹp lắm rồi, nhưng con này là chia nụ ra một cái là nở luôn nha các bác ơi. Cực đẹp nhá. Đây, còn nào còn đấy. Mùa này nó đang là mùa nụ của nó mà các bác, nụ này. Đó. Đơn N3 200.000 ạ. Tiếp theo N4 cũng là 200.000 luôn cho em. Cây này thì nó khá là dài các bác nhá. Hầu như là những cái thân mà các bác đang thấy nó là đều là thân tơ ấy, và nó sẽ ra hoa vào cái mùa này luôn. Đấy, vì hàng rừng mình không có động vào nhờ kích cái gì cả nên hoa của nó là sẽ ra, cây thì ra trước, cây thì ra sau, nhưng mà đồng bộ ra hoa hết trong mùa này các bác nhá. N4 200.000 thôi ạ. N5 ạ, N5 là nguyên cả một dề cho em như thế này luôn. Rất là nhiều thân tơ và nhiều nụ luôn nha các bác ơi. 200.000 đồng luôn thôi ạ. Nhiều thân tơ lắm mà nó khá là nhiều hoa đấy các bác này. Dạ, đơn N5 với giá là 200.000 ạ. Nguyên cả một đơn nhá, nhiều nụ lắm luôn đấy các bác ơi. Đơn N5 ạ, 200.000, cực kỳ nhiều nụ này. Tiếp theo đơn N6, con này là 300.000 cho em ạ. Ôi dồi ôi, nó nhiều nụ dã man nhiều luôn các bác ơi. Đó là nguyên cả một dề nhá các bác nhá. Nguyên cả một dề luôn cho em ạ. Rất là nhiều thân tơ luôn. Đấy, đang nhú nụ, đang có nụ đấy các bác này. Cây to, cây nhỏ đều lên nụ luôn các bác nhà mình nhá. Đơn N6, 300.000 ạ. Ôi, đẹp lắm các bác ơi. Rất là đẹp luôn. Toàn thân tơ thôi ạ. 300.000 đơn N6. Tiếp theo đơn N7 ạ. N7 này của em thì cây của nó đang xuống lá để ra hoa. Đây, như hôm trước em đã nói với nhà mình rồi, có những cây nó xuống lá nó mới ra hoa nhá. Những cái đơn này thân nó khá là dài này, nụ ve cực kỳ nhiều nụ luôn. Đơn N7 ạ, với giá là 200.000 đồng thôi. Rất là đẹp các bác nhá. Tiếp theo ạ, là N8 cũng là 200.000 luôn. Đây ạ, cây nào cũng nhiều nụ các bác nhá. Hôm nay em vừa bán hàng vừa bao cước, các bác ủng hộ em để cho hết hàng để em nghỉ Tết các bác nhá. Đây ạ. Đó. Đơn N8 ạ, với giá là 200.000 đồng. Hôm nay là video cuối cùng của năm nên là hẹn gặp lại các bác ở năm sau nhá. Chúc tất cả các bác nhà mình có một dịp Tết thật là vui vẻ ạ.